Xin chào các bạn, mình là Ninh Trấn Hưng. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái app kiếm tiền trên di động hoàn toàn miễn phí. Các bạn sẽ kiếm được tiền từ việc lướt Facebook, đọc báo, xem YouTube hàng ngày. Các bạn có thấy thú vị không ạ? Điều này hoàn toàn có thể với trình duyệt Brave. Mình nói qua một chút về trình duyệt Brave. Trình duyệt Brave là một trình duyệt mã nguồn mở tương tự như trình duyệt Chrome và Cốc Cốc. Nhưng trình duyệt Brave được phát triển dựa trên công nghệ blockchain và nó có nhiều ưu điểm vượt trội. Thứ nhất, trình duyệt Brave cho tốc độ lướt web nhanh hơn trình duyệt Chrome và Safari trên điện thoại từ 2 đến 5 lần và nhanh hơn trình duyệt Chrome trên máy tính đến 3 lần. Thứ hai, trình duyệt Brave nó chặn toàn bộ quảng cáo và mã độc. Thứ ba là trình duyệt này giúp bảo mật quyền riêng tư. Và thứ tư, điều quan trọng nhất là trình duyệt này nó giúp cho người dùng kiếm được tiền từ việc lướt web. Và những người sản xuất nội dung kiếm được tiền từ việc xuất bản nội dung của họ. Ở đây mình cho các bạn trải nghiệm luôn. Mình đã tải trình duyệt Brave về. Và đây nó ghi 191 quảng cáo đã chặn, 236 trình theo dõi đã chặn. Tức là khi chúng ta vào một trang web bất kỳ, thì nó sẽ chặn toàn bộ quảng cáo ở trên trang web đó. Ví dụ mình vào trang báo mới này. Đây, nó có quảng cáo đây. Những cái này là quảng cáo đây. Đây, có rất nhiều quảng cáo. Các bạn lướt YouTube, xem phim chẳng hạn, các bạn bắt gặp rất nhiều quảng cáo. Và các bạn đọc báo cũng thế, rất nhiều quảng cáo. Khi sử dụng trình duyệt Brave này, các bạn có chức năng chặn quảng cáo. Các bạn sẽ bật ở đây lên, thì nó sẽ chặn toàn bộ quảng cáo ở trong cái trang đó. Ví dụ như trang báo mới này, mình vào thì nó đã chặn 11 quảng cáo. Bây giờ các bạn loát lại thì nó sẽ không có quảng cáo nữa nhé. Đó, những quảng cáo đã bị ẩn hết. Thì cái điều này giúp cho tốc độ lướt web của chúng ta nhanh hơn và mượt hơn rất nhiều nhé. Và giúp cho các bạn tránh bị làm phiền. Nhất là các bạn khi xem YouTube mà gặp quảng cáo ấy, thì rất là phiền nhé. Đây là tính năng vượt trội của trình duyệt Brave. Cái nữa là cái trình duyệt này nó sẽ trả thưởng cho người dùng khi lướt web. Và nó trả thưởng cho những nhà sản xuất nội dung, những người sở hữu website và kênh YouTube. Thì nó trả thưởng bằng cái đồng bát do chính Brave phát hành. Thì chúng ta có thể kiểm tra thứ hạng của cái đồng này trên trang coi Market Cap. Chúng ta vào trang chủ nhé, để kiểm tra thứ hạng của cái đồng bát do Brave phát triển. Thì hiện tại nó đang đứng vị trí thứ 33. Và giá của nó hiện tại là 0,22 đô một đồng. Thì mỗi khi chúng ta lướt web bằng trình duyệt Brave, chúng ta xem quảng cáo, thì chúng ta sẽ được trả tiền. Và cái tiền này nó sẽ trích ra một phần để trả cho người dùng, tức là người lướt web. Và một phần sẽ trả cho những người sở hữu cái website và kênh YouTube. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết cách kiếm tiền với trình duyệt Brave. Một cái nữa là chúng ta có thể kiểm tra lưu lượng truy cập vào trang chủ của Brave. Trang chủ brave.com.
Chúng ta sẽ vào trang alexa.com để check lưu lượng truy cập của bất kỳ website nào trên thế giới nhé. Thì ở đây, cái trang chủ của blavet.com nó đang đứng thứ hạng 11.302 toàn cầu. Thì hiện tại trên thế giới có hàng tỷ website nhưng mà nó xếp hạng thứ 11.000 rất là lớn nha. Và lưu lượng truy cập nhiều nhất là ở châu Mỹ và Ấn Độ, là những quốc gia phát triển về công nghệ nha. Thì chúng ta thấy trình duyệt này nó có nhiều tính năng vượt trội. Và cái đồng BAT do trình duyệt Blavia này phát hành thì nó có tương lai nhá, chúng ta có thể kiếm tiền về nó nhá. Thì mình hướng dẫn các bạn cách kiếm tiền luôn. Thì các bạn để tải ứng dụng Blavia về, các bạn có thể vào trình duyệt Chrome hoặc Safari trên điện thoại hoặc máy tính, các bạn gõ blavia.com gạch chéo kim 521. Đây là cái link giới thiệu của mình nhé. Các bạn bấm tải về thì nó sẽ dẫn các bạn vào CH Play hoặc App Store. Các bạn bấm tải về và mở lên thì nó sẽ hiện ra chuyện ở đây nhé. Mình tải về rồi nhé. Thì bắt đầu các bạn sẽ bấm vào cái hình tam giác này tham gia phần thưởng. Đó, ở đây nó hiện là không bát nha, tức là mình chưa nhận đồng bát rồi nhá. Bây giờ mình mới tham gia. Bước đầu tiên là tải trình duyệt. Bước thứ hai là các bạn sẽ đăng ký một tài khoản Publisher để nhận cái đồng BAT này về nhé. Thì cái đường link Publisher mình để ở dưới mô tả video, các bạn có thể truy cập vào đó để đăng ký. Các bạn sẽ bấm đăng ký nhé. Các bạn sẽ nhập địa chỉ email vào đây. Ok, sau khi đã nhập địa chỉ email thì các bạn sẽ vào Gmail để xác nhận nhé. Rồi bấm Verify, xác minh nhé. Sau đó các bạn sẽ nhập tên vào đây, tên của các bạn, họ tên. Đăng ký. Ở đây nó bắt ra xác nhận bảo mật hai lớp thì các bạn có thể tải auth về nhá. Ở đây mình bấm bỏ qua, các bạn bỏ qua thì bấm skip for now. Ok, đây là giao diện của trang Publisher. Các bạn sẽ lấy link để đi giới thiệu bạn bè, các bạn bấm vào phần get star. Ở đây nó nói là giới thiệu một bạn sẽ nhận được 5 đô. Để lấy được đường link thì các bạn cần add một kênh YouTube hoặc một website vào đây nhé. Ở đây mình add bằng kênh YouTube thì nó sẽ ổn định hơn nha. Các bạn chọn là địa chỉ Gmail cho phép.
Ok, sau khi đã add kênh YouTube các bạn sẽ có cái link để đi giới thiệu bạn bè. Và mỗi một lượt tải ứng dụng qua cái link giới thiệu của bạn thì bạn sẽ nhận được 5 đô. 5 đô này nó sẽ trả cho các bạn khi người dùng đó tải về và sử dụng trong vòng 30 ngày. Tức là 30 ngày sau các bạn sẽ nhận được tiền thưởng 5 đô nhá. Các bạn copy cái đường link đó. Các bạn có thể gửi tin nhắn cho bạn bè các bạn đăng lên YouTube, Facebook. Đó. Khi có một người đăng ký tải về qua link của các bạn thì các bạn sẽ nhận được 5 đô. Giả sử các bạn giới thiệu được 100 người, các bạn sẽ được 500 đô. Thì việc giới thiệu này cực kỳ đơn giản tại vì trình duyệt này nó rất nhiều tiện ích, nó nhanh, nó mượt, nó chặn quảng cáo và nó có thể kiếm được tiền. Thì chúng ta có thể giới thiệu cho bạn bè, người thân sử dụng trình duyệt này nhá. Thì việc kiếm tiền với trình duyệt Brave nó hoàn toàn miễn phí và nó dễ dàng như vậy. Chúng ta không thể bỏ lỡ được mà chúng ta phải hành động ngay. Ở đây một phần nữa là chúng ta sẽ phải cần đăng ký cái ví Uphold để nhận cái đồng bát này về nhá. Thì sau khi nhận cái đồng bát này về, chúng ta có thể mang lên sàn để bán và đổi về tiền Việt nhá. Các bạn sẽ đăng ký tài khoản Uphold nhá. Mật khẩu 8 ký tự gồm chữ hoa, chữ thường, ký tự đặc biệt và số. Các bạn chọn quốc gia Việt Nam. Bạn bấm giết để đăng ký cái ví Uphold để nhận đồng bát nha. Ok, như vậy đã xong. Thì các bạn sau khi đã đăng ký cái ví Uphold và kết nối vào, các bạn cần xác minh. Thì cái phần xác minh ví Uphold này các bạn có thể tải lên chứng minh thư hoặc bằng lái xe. Cái ví Uphold này các bạn cũng có thể lên Shop Play để tải về và đăng ký và xác minh ở trên này nhé. Thì cái app Uphold này nó chặn không cho mình chụp ảnh màn hình cũng như là ghi lại màn hình nên mình không thể hướng dẫn các bạn được ở trong cái app này nhá. Thì như các bạn thấy đây, khi mình đăng nhập vào nó hoàn toàn là một màu đen luôn. Thì các bạn có thể tham khảo cách đăng ký và xác minh ví Uphold ở bên dưới mô tả video, mình có cái link hướng dẫn thì các bạn làm theo. Bạn nào có thắc mắc thì có thể liên hệ với mình. Ở đây, khi các bạn giới thiệu được người, các bạn sẽ nhận được đồng bát. Dòng đầu tiên là số lượt tải về. Dòng thứ hai là số lượt cài đặt. Và cái dòng thứ ba, dòng confirm này là số lượt đã cài đặt và sử dụng sau 30 ngày. Chúng ta sẽ được nhận cái đồng bát tương ứng với cái confirm này nhá. Ví dụ có 10 confirm thì các bạn sẽ nhận được 50 đô và 50 đô nó sẽ quy ra đồng bát nhá. Thì cái video hướng dẫn của mình cách kiếm tiền với trình duyệt Brave đến đây là kết thúc. Thì các bạn có thắc mắc gì có thể liên hệ với mình qua Zalo. Chúng ta không mất vốn, chúng ta có thể kiếm một tháng được mấy chục đô, mấy trăm đô. Hơn nữa chúng ta có thể vào mạng bằng trình duyệt Brave này, nó rất tiện ích nha và nhanh.
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Mình sẽ chia sẻ các cách kiếm tiền với điện thoại miễn phí cho các bạn. Các bạn thấy hay thì đăng ký kênh YouTube cho mình để ủng hộ mình nhé.